Bác nhá, chào toàn thể mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của em. Thì hôm nay em giới thiệu bác một cái máy xay pha cà phê tự động các bác nhá. Thì con này nó có màn hình luôn này. Đấy, màn hình nó hiển thị số luôn. Nó hẹn giờ được nữa. Đấy, tính năng cũng khá nhiều. Tắt đây. Đây là cái gì em vừa coi mà quên mất đâu. Đấy, nhạt mấy cả mà mặn gì không biết. Dịch tiếng Nhật ra chỉ sơ sơ thôi. Còn đây là xay này. Đấy, còn dưới này là pha không nhá. Dưới này là pha không, còn dưới này là vừa xay vừa pha này. Đấy, pha không thì bác bỏ cà phê vào thì nó tự động nó pha. Con này hay ở cái là như vậy nhá. Đấy nhá. Đấy, bác có thể bỏ cà phê vào đây. Đấy. Để em bỏ cái này, em vừa xay ấy. Em bỏ cái này ra này. Đấy. Em bỏ cái giấy pha cà phê vào. Đấy, đấy nhá, em tặng kèm một cái bịch như thế này. Thì cái này ở phía dưới ấy, đấy, bác có thể về kiếm một cái miếng lưới nhỏ xíu thôi, miếng lưới nọc ấy, rất nhỏ, bác để phía dưới này, cắt để vòng phía dưới này, thì bác không phải dùng cái này nữa. Đấy. Nó chỉ có vậy thôi, thì nó sẽ để được nhiều cà phê hơn nữa. Hiện tại như thế này thì nó để được khoảng 2 ly, 3 ly. Đấy. Đấy, con này nó có một cái hay là cái bình này là bình giữ nhiệt luôn nhá, nó bình giữ nhiệt, giữ nóng luôn, thì nó không làm nóng cái đế này nữa. Đấy, thì nó sẽ giữ nhiệt ở cái khay này, đấy, cốc này. Đấy. À, khi là nước nó xuống ấy, thì các bác bỏ cái này ra nhé. Đấy, để cho cà phê nó chín thêm một chút thì rồi hẳn bỏ cái khay này xuống thì nó mới chảy nước xuống, tại vì nó có lò xo nó đẩy lên nước mới chảy xuống được. Đấy, thì con này nó có tắt mở đây và hẹn giờ đây, em chỉnh theo giờ đang chạy bình thường. Về bác rút điện ra thì bác về cắm điện lại thì chỉnh lại nhé, chỉnh rất đơn giản thôi. Đấy, mình xoay cái phím này thôi. Đấy, xoay phím này chỉnh giờ thôi. Ở đây là nút bắt đầu, thì cái này đây là 2 này, 3, 4 này, 4 ly nhá. Con này có thể là pha được 4 ly. Em pha 1 ly thôi. Đấy. Thì cà phê em bỏ sẵn vào trong này rồi. Đấy, cà phê thì các bác có thể đổ đầy hết cái khay này. Đấy. Đổ đầy hết cà phê khay này. Đấy, xong là nó cứ xay dần xay dần. Đấy, đậy kín lại, nó vẫn giữ được hơi. Đấy, khá là hay. Con này khay lắm, con này sản xuất 2019 ấy, đời rất cao. Của Shizuoka nhá, China xuất Nhật. Đấy, hãng Shizuoka. Công suất của nó thì để em coi, nó cũng khá cao, con này mới lắm, đẹp, em keng luôn. Nó để dưới phía dưới rồi, bây giờ lật lên thì sợ nó đổ. Chút bịt ngay, chút nữa thì đổ máy. Thường thường mấy con này thì công suất nó chắc nó vào cỡ khoảng, con này nó lớn đấy, con này chắc cỡ phải cả ngàn watt đấy, tại vì máy to. Đấy. Bây giờ em sẽ test cho bác nhé. Nhấn lên đây thì nó mới xay pha này. Đây là chỉ pha không nhá. Còn lên đây nó mới xay pha nhá. Đó. Em sẽ nhấn máy chạy nhá. Một ly này. Nó tự xuống, không biết là xuống nhiều không ít, thì tí em mở ra thử xem là nó xuống nhiều hay xuống ít nhá. Để đợi nó pha. Đấy. Đấy, nó xịt nước lên rồi đấy. Nước thì các bác cho ít thôi, cho càng nhiều thì nó càng hút càng nhiều thôi, nó hút hết luôn đấy. Thì mình pha nhiều thì mình cho nhiều, pha ít mình cho ít. Đấy. Đấy, thì lúc pha thì các bác bỏ cái này ra cho em nhé. Đấy, lúc nào nó chín cà phê rồi thì hẳn bỏ vào. Để cho nó giữ cái hương vị cà phê một chút, nó sôi. Đấy. Đấy. Thơm, cà phê mùi thơm lắm, thơm lừng luôn, cà phê hạt mà giống như nó sẽ rất là thơm, nguyên chất mà. Đấy, nhìn khay nó rất là mới đẹp. Nước thì bác đổ ít thôi nhá, một ly thì đổ ít mà pha 4 ly thì đổ nhiều. Đấy, tùy theo mình uống nhạt hay là mặn, nhạt hay là đậm nữa các bác. Em rút ra em chỉ cho nó pha như vậy thôi. Đẹp không? Có nọc nước đàng hoàng. Đấy, em chỉ cho nó pha như vậy thôi. Để ba em đổ nước hơi nhiều. Đấy, để xem nó cà phê nó pha như thế nào. Máy thì rất là đẹp bác nhá, cực đẹp luôn. Đấy, nước sôi sùng sục này. Thời gian nó sôi rất nhanh, thì có khoảng 30 giây đến 1 phút là nó sôi hết rồi. Đấy, cà phê bây giờ thơm nức rồi bác nhá. Đây, trong này có
khói nghi ngút luôn này. Để tí mở ra xem là nó như thế nào nhé, nước nó đến tầm nào. Thì mình để như vậy ấy, mình không bỏ cái này vào vội ấy. À, chết rồi, vừa em quên nên bỏ cái này ra ngoài mà không có bỏ vào. Đây, cái này phải bỏ vào nhé. Để nước nó chảy giọt vòng quanh này, nó giọt xuống nhá. Đấy, cà phê bác nhìn thấy không? Đẹp không? Ok nhá, xong rồi đó, một ly đó. Rồi em sẽ để một chút xíu, khoảng 1 phút để cho cà phê nó ra hết cái hương vị của nó. Đấy, còn nếu mà các bác bỏ vào nhanh quá ấy, bác bỏ cái này vào nhanh quá nó chảy xuống tọc ấy, nó chảy xuống ấy, thì nó sẽ chưa chín được cà phê nào. Đấy, thì nó vẫn chín thôi, nhưng mà ý là em muốn nó chín nhiều hơn nữa, nâu hơn một chút ấy, nó sẽ thơm hơn. Đấy, đây kinh nghiệm. Rồi còn bác về cứ theo cái nhu cầu sử dụng của các bác, uống theo cái khẩu vị. Đấy, tiện ở chỗ đó. Con này nó được cái là xay pha tự động, có thể bỏ cà phê đây bác thấy nhá, nó vẫn còn nhá. Còn mấy cái con kia chỉ xay được một lần thôi, con này nó xay được nhiều lần. Đấy, tại vì nó to. Rồi em sẽ giờ chắc trong này rất là nóng nên là giữ nhiệt trong này rất tốt nhá. Đấy, bởi vậy cà phê nó ủ rất là tốt, thơm ngất ngây. Rồi giờ em sẽ đẩy cái khay này vào, thì là so sẽ đẩy lên và cà phê nó sẽ chảy xuống cái miệng này nhá. Đấy, nó chảy xuống theo đây. Và nó sẽ đây này. Đấy, nó chảy xuống theo cái này, chảy xuống nhá. Lỗ này. Đấy, cái này thì mình rút ra cái thì nó lại khóa lại. Nó tự nó động lại, khóa lại, không chảy nước xuống nữa. Khá là hay. Xay pha nhé, rất là đẹp, to, vật vã. Và vừa thích pha không thì các bác đơn giản thôi. Có cà phê bột thì mở ra, thả vào, bắt đầu nhấn nút này. Đấy là nó sẽ pha không này. Mở nguồn lên nữa. Đây này, đây là xay pha này, còn đây là pha không nhá. Đấy, nhấn nút này cái là nó pha. Và muốn pha mấy ly thì pha. Đấy, tùy theo con cờ bác về nghiên cứu thêm nhé. Máy rất là đẹp nhá. Đấy. Đấy, con máy này nó hiện đại hơn con máy hôm bữa. Đấy, con máy hôm bữa thì nó có số nhưng mà nó không có hiện đại bằng con này. Con này nó xay được nhiều hơn. Đấy, thì con này giá của nó là 1.800.000 bác nhé. Bác nào nhu cầu mua thì alo cho em, có một con duy nhất thôi. Chào các bác nhé.